Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở ngay chỗ cầu An Quy. Thì hôm nay mình sẽ đi từ cầu An Quy, mình đi tới ngã ba xã Thành Phong, ngay chỗ mà có cái tượng đài đoàn tàu số 0 của đoàn tàu không số nhỉ? Mình nhớ như vậy. Giờ mình đi là khoảng gần 11 giờ rồi, giờ như khoảng 10:45 rồi chị. Bây giờ này trời nắng khá là gắt. Các bạn thấy nắng vậy chứ chừng hồi khoảng chừng 12 giờ hoặc là 1 giờ đó là trời chuyển mưa. Lúc gài trời ở dưới đây là nó hay vậy lắm. Khoảng chừng 12 giờ đó là bắt đầu chuyển mưa. Có bữa thì 11 giờ cũng có nữa. Nói chung là buổi trưa là hay chuyển mưa lắm. Mình đi qua đây là mình qua khu vực của xã An Quy rồi. Đây thì nhà cửa nó khá là hư thớt. Các bạn thấy cái tàu là những cái ao hồ không? Đó là người ta nuôi tôm vậy. Khu vực này mình thấy đa phần này nuôi tôm, nuôi cua rồi không à. Bên phải mình là cái dừa dây chai, dừa này cũng khá là lớn. Còn hai bên thì đa phần thì cỏ. Thường ba cái cỏ này người ta trồng để người ta nuôi bò. Cây ăn trái ở đây mình thấy cũng khá là ít nữa. Thỉnh thoảng hay gặp một hai cây xài hoặc là cây nhãn thôi. Nói với người ta thêm trồng thêm chuối nữa. Dừa ở đây cũng gần như là không thấy nhiều. Nhà cửa ở đây mình thấy nó cũng hơi sập sệ. Ở đây nhà tường cũng ít nữa. Đa phần thì nhà mà ba cái nhà giống như nhà tiền chế cũng khá là nhiều nữa. Nói với nhà lá cũng có. Đây có giao thông nữa. Quán xá hai bên thì gần như là mình thấy là không có khách khứa gì hết. Ở đây thì cũng chỉ bán cà phê với quán ăn thôi. Thỉnh thoảng các bạn gặp thêm được vài dừa hải sản hoặc là bán thức ăn, thức ăn cho tôm cá đồ, hoặc là dừa tôm dừa cua thôi. Những cái bao mà nằm dọc hai bên đường thường mấy bao đó đa phần những bao phân bò, mà ở đây mình thấy nhiều chỗ người ta phơi phân bò cũng nhiều lắm. Dọc đường các bạn thấy những cái nhà lá mà lụp xụp thường thường rất là mấy cái trại bò. Ở đây thì nhà cửa đông đông được một tí nè. Ở phía bên phải mình đó là ủy ban xã An Quy. Ở đây thì gần ủy ban, bởi vì nhà cửa nó mới đông vậy. Ở
đây có ngã tư. Từ hưởng dưới quê mình thì ngã tư với ngã ba thì nhà cửa nó sẽ tập trung khá là đông. Nó qua khu vực đó thì bây giờ đầu nó thưa lại rồi. Đây mình thấy mấy cái ao hồ ngoài ra thì còn toàn là đất trống bỏ hoang cũng nhiều lắm. Nó cũng như cái hình vải mình, người ta đâu có trồng trọt ở đâu, người ta bỏ cho cỏ nó mọc nha. Thường ba cái cỏ đó thì người ta sẽ gặt để người ta nuôi bò, nhưng mà nếu vậy thì hiệu quả kinh tế nó cũng không có cao lắm nữa. Cái chỗ thì để bán đất cũng có. Đây thì dọc đường chỉ thấy mấy cái vựa cua, thấy bự bự, vựa cua, vựa tôm rồi. Chứ còn nhà dân thì thấy cũng lụp xụp lắm. Có mấy cái chỗ thức ăn hải sản, thủy sản rồi, mình thấy mấy cái chỗ thức ăn đó là chỗ nào cũng bị chán à. Ở đây bên phải nó có nguyên cái hồ, không biết người ta nuôi cái gì nè, cũng chả gành nè. Tại vì thường nuôi tôm thì thấy nó có chạy oxy, còn những cái hồ gì mình cũng không biết có nuôi hay là bỏ hoang nữa. Ở phía trước mặt mình như có cái trường học và nhìn nó cũng khá là lớn. Chỗ này có trồng cây ăn trái nè. Đây là trường Lương Thế Vinh, thì trường cấp 3 rồi. Bữa nay thì đang thi tốt nghiệp lớp 9 lên lớp 10. Có phụ huynh thì đang đứng đây đợi. Trường này mình thấy nó rất là lớn. Ở phía trước nó có mấy cây phượng nó nở rất là đẹp luôn. Đối diện thì trường học sẽ có những cái quán cơm hoặc là quán nước để phục vụ cho học sinh. Ở đây có trồng dừa, trồng chuối nữa nè. Ở đây thì mình thấy nhà cửa nó rất là thưa, bởi vì gần như là buôn bán thì nó cũng không có được nhiều đâu. Như bạn thấy xe cộ chạy mà lộ cũng vắng nữa. Ở đây thì đa phần chạy là dân bản xứ không à, còn không là những cái mối lái người ta đi mua tôm rồi đi mua trái cây rồi thôi. Chứ còn du lịch thì mùa này là coi như xong rồi, không ai đi du lịch hết. Chứ mình thấy nhiều cái đìa tôm cá người ta bỏ hoang cũng nhiều lắm. Có thấy mấy cái chỗ mà nuôi tôm mà thấy cái vàng oxy mà thấy gỡ ra dục lên bờ là thấy xong rồi. Mấy cái chỗ mà bán bàn ghế tủ giường rồi mấy cái chỗ mình thấy cơ sở bự bự không à. Dọc đường thỉnh thoảng thì có những người ta làm những cái sạp nhỏ kế bên nhà người ta bán trái cây đâu, hoặc là bán tôm mực đồ. Thì mình đi tới khu vực xã An Nhơn rồi nha. Ở đây mình thấy trồng dừa vẫn rất là lưa thưa nữa, ở chỗ có chỗ không chứ không có trồng điều lắm. Mà cây cối nó cũng hơi bị quéo lá nữa. Nó dừa ở đây toàn là dừa mới trồng không à. Chỗ này như có vườn xài nữa. Xài ở đây mình thấy cũng thấp thấp chứ không có bự lắm. Cái dạng giống như là trồng được 2-3 năm hay sao ấy. Ở đây người ta sang lắp mặt bằng, không biết đang xây có cái gì nữa.
phía trước mặt mình cái chỗ này là bán thức ăn, nó nói buổi chán. Ở đây mình như là mình thấy cái đường này là đằng này là bự nhất nha, nó nằm một dải dài luôn. Chỗ này người ta đang nuôi trồng cái gì người ta bao lại. Ở đây thì đa phần mình thấy những cái ao hồ mà người ta có nuôi á, thì người ta hay bao ba cái lưới xanh xanh lắm. Rồi những cái để trống thì chắc bỏ quan quá, tại mình không thấy cái gì ở đây hết. Nước không à, nó cũng không có sâu lắm, nó cũng khá là cạn. Ở đây thì mình thấy cảnh thì nó rất là đẹp á, nhưng mà với điều thì nó hơi bị nắng, gần như là nắng cháy da luôn á. Mấy bạn đi buổi sáng còn đỡ đỡ, chứ mà dạng đi buổi chiều chiều xế xế như mình vậy là nắng kinh khủng á. Khoảng chừng 10 giờ tới đi là nó bắt đầu nắng rồi, 9 giờ tới về trước thì nó đỡ đỡ nha. Toàn là cỏ không à. Đây thì có bán tôm giống. Thấy người nuôi tôm á, thì nhà cửa nó khá là eo ụt, còn những người mà bán tôm giống với bán thức ăn đồ á mà toàn là nhà ngon ngon không à, còn không thì cái cơ sở người ta làm cũng khá là hoành tráng nữa. Ở đây mình thấy có chỗ người ta trồng nhãn nữa nè, cũng trồng với mật độ cũng lưa thưa lắm. Đang mùa dịch mà ở đây cất nhà cũng nhiều ghê. Ở phía bên trái mình có cái miếu nè, miếu bà Đại Thôn, đóng cửa mất tiêu rồi. Hiện tại thì đang mùa dịch, bởi vì gần như là mấy cái cơ sở đó người ta đóng sạch hết trơn, du lịch rồi cũng vậy đó. Với thường thường mấy cái miếu mình thấy thì mỗi lần mà ngay chỗ mà nó tổ chức lễ hội rồi thì nó mới mở cửa thôi, hoặc là cúng kiến thì nó mới mở cửa thôi. Nếu còn bình thường thì đóng cửa suốt năm, chắc mở được 1-2 lần. Ở đây thì làm đường làm cống rồi cũng được rồi, nhưng mà mình thấy nhà cửa hai bên thì cũng không có buôn bán được gì nhiều. Gần như nguyên khu vực này mình chạy mình thấy không thấy đèn đường, chỉ có chạy nãy ngang chỗ thị trấn thành phố thì có thấy, chứ còn dọc đường này gần như là không thấy đèn đường luôn đó.
quán xá đây đóng cửa, mình thấy gần phân nửa rồi. Dọc đường thì mấy bạn thấy chỉ có mấy quán tạp hóa rồi thì còn mở cửa thôi. Quán ăn với quán cà phê nó cũng trống vắng lắm. Đây như có cái chợ hay gì nè. Để mình quành lại coi. Cái chợ này nó mình thấy nó hơi bị vắng hay sao, mình chạy ngang rồi mình không thấy ai tập trung đông ngoài đây á. Này chắc mình đi trễ quá rồi. Này là chợ Dòng Bảy. Nó thanh long mà người ta đổ bán cây cầu kia luôn. Hiện tại đang vô mùa thanh long rồi, giá thanh long nó cũng rẻ lắm. Ở trên mình hình như là 10.000 ba ký á. Còn ngay mùa sầu riêng nữa, sầu riêng thì 60.000 một ký. Bây giờ mình đi trưa rồi nên chợ nó cũng gần dẹp rồi. Đó đây người ta còn bán trái cây đâu. Còn ở trong thì bán thịt cá là dẹp gần hết rồi. Như chạy vô trong không có đường quay lại, mình chạy ra luôn. Đó, giờ người ta đóng gói, người ta chất lên xe, người ta chở về. Đa phần thì ở dưới quê thì người ta bà con người ta buôn bán thì người ta có chiếc xe Honda hay có nhiều người ta hồ lên xe nó hết hơn à. Các bạn thấy nhiều người người ta chạy người ta chất đồ kinh khủng lắm kìa. Mấy bạn thấy chiếc xe với hàng quá mà chứ nhiều khi bạn không thấy người chạy nữa. Người ta chỉ có ló được con mắt để người ta thấy đường trước người ta chạy hơn, người ta chất bít bùn luôn. Nó nãy nó gần chợ vậy cho nó đông đông lượng tí, rồi ra đây nó cũng vắng nè. Ở đây người ta đang trồng dừa con nè. Ở đây có cái dừa tôm cá khá là lớn. Đó, bạn thấy thường thường những cái dừa lớn nha, mà kế bên là sẽ có những cái nhà rất là bự. Ở đây thì toàn là trồng cỏ, nuôi bò với nuôi tôm được không ạ? Có nhiều nhà người ta phơi phân bò trước cửa nữa. Ở còn chỗ này người ta bơm cát nên chắc người ta cất nhà quá. Đa phần ở đất mặt lộ mình thấy người ta là một người ta cho thuê, hai là người ta xây lên người ta cho buôn bán được thôi. Chứ còn không thì bán đất thôi, chứ ngoài ra mình thấy cũng chả có kinh doanh gì nữa. Tại vì gần như mùa này mình thấy mở quán mở xá ra là đa phần là chết tươi không mà, không có buôn bán được gì. Đây thì cỏ với ba cái nước không ạ, thỉnh thoảng thì gặp ba cái cây xài thôi, xài với chuối. Thường thường ba cái chuối thì hiệu quả kinh tế nó cũng không cao nữa. Còn hiện tại thì đang vô mùa xài mà mình thấy hình như xài bán có 3-4 ngàn diện ký à. Có lộ thì được mười mấy nghìn. Ở đây có những cái chỗ như vậy nè, người ta làm những cái chỗ mà cho xe tải nó đậu lại nó giao hàng rồi. Cái đó mình cũng không biết gọi là cái gì nữa. Cũng như một bãi đất trống nha, cái người ta chất cất lên cái chậu nhỏ, cái người ta phân ra những cái ô nhỏ nhỏ vậy. Hình như cho xe tải đậu để giao hàng hay sao á. Cách đây mấy năm thì mình đi xuống đây mình thấy mấy cái chỗ đó xe tải nó đậu cũng nhiều lắm. Đậu cái nó giao tôm cá rồi mà, chuyển giao mấy cái chỗ đó.
cũng như ở đây nè, ở đây bãi xe này có người xe tải đậu nè. Các bạn có đi phượt khu vực này thì các bạn phải bơm xăng với coi xe cho nó ngon lành nha. Tại vì mình thấy chạy cái đường này gần như là mấy cái chỗ sửa xe chứ cái chỗ trạm xăng đâu nó rất là ít. Này mà dọc đường mình xe hư là chỉ có nước khóc ròng thôi. Và ở đây toàn là nước mà nhìn rất là đã. Phía bên phải mình đó là ủy ban nhân dân xã An Nhơn, ở đây gần ủy ban mà nhà cửa nó cũng rất là thưa nữa. Đây có trạm dừng chân nữa nè, mà trạm dừng chân giờ mình thấy như nó đang bán thức ăn hải sản hay gì. Nói chung là ngay mùa dịch này thì gần như là mấy cái trạm dừng chân này không có buôn bán được gì á. Tại vì thường cái đường này á, thì phải có du lịch người ta đi xuống người ta tắm biển người ta mới ghé những cái trạm dừng chân đó người ta nghỉ ngơi đồ. Này mình đi tới cầu Giáng rồi. Ở đây thì nhìn thấy toàn những cái đầm nước thôi nhưng ngoài ra cũng không thấy trồng trọt có gì nữa. Ở phía bên phải mình thì có cái nhà nuôi yến. Lúc gà dưới quê mình thì chạy thỉnh thoảng cũng hay gặp những cái nhà đó. Ngày xưa như mình nhớ mình có lần đi đậu khỉ hay gì, có đi qua bên khu vực đó mình thấy nhà nuôi yến nhiều lắm. Đậu khỉ hình như ở Cần Giờ hay gì. Còn ở bên khu vực mình đây thì nó cũng ít lắm, thỉnh thoảng mới gặp những người nuôi vậy thôi. Ở trên cầu bạn nhìn xuống thì cây cối nó rất là lưa thưa, nhà cửa nó cũng vậy nữa, đa phần là đất bỏ hoang rất là nhiều. Nói bỏ hoang thì nó không chính xác lắm, đất đó thì cũng có cỏ dại nó mọc nữa, nhưng mà ba cái cỏ đó thì thường thường thì chỉ cho bò ăn thôi chứ ngoài ra cũng không có làm được gì nhiều. Nên là mình đi tới xã Giao Thạnh rồi, đây là khu vực biên giới biển. Bên trái mình có cái đường vô chùa Ông kìa, không biết chùa này có xe cất lại không đó, mà nhìn cái bảng thấy cầu quá. Mình chạy tới ngã ba này rồi, là mình chạy chừng chắc qua khoảng chừng hai cái ngã ba nữa là mình tới biển rồi. Ở phía trước mặt mình hình như đang xây cái quán. Đi dọc cái khu vực này thì mấy cái quán xá mà mình thấy cũng nhiều lắm,
quán nhậu rồi ba cái dừa hải sản luôn. Ở đây tại vì nó sát biển rồi. Cái đường này mình nhớ ngày xưa hình như nó toàn là lộ đá mà chạy nó cũng nhức gan lắm. Giờ nó làm lại chạy rất là ngon. Hai bên đường thì ta trồng cỏ, trồng mấy cái bông sủi đổ phía bên trái mình. Thường mấy bạn thấy mấy cái nhà lá sập xệ ở phía sau đó là thường những cái chỗ đó người ta nuôi bò. Ở dưới khu vực mình thấy người ta trồng xài cũng nhiều lắm. Ở đây hình như đa phần như trồng xài không à, còn không trồng xài thì đa phần người ta bỏ đất hoang. Nó cũng như cái hồ bên trái mình đó này, giống như người ta bỏ phế hay gì rồi. Thường cái đó nếu mấy bạn muốn trồng thì mấy bạn phải bơm cát lên. Mình thấy đất vườn ở đây toàn đất cát không à, giống như là ta mới nâng lên hay sao á. Có chỗ có trồng nhãn nữa, nhưng mà đa phần mình thấy xài là nhiều. Nhãn với bưởi thì nó cũng không được tốt lắm, còn không thì toàn là đất hoang gì không à, đất bỏ trống không à. Nó bên phải mình nguyên một cái vườn xài luôn này, cây hấp hấp không, nó không có cây bự. Còn những cái quán xá thì nó vắng que, quán cà phê thì quả mai còn được vài người, chứ còn ở dạng quán ăn, quán nhậu hay là quán phục vụ du lịch thì bây giờ thấy gần như là xong hết rồi. Lúc về dưới quê mình chạy mình hay gặp cái bạn mà bán heo rừng lắm, cái vậy như là bán con non như mình nuôi á, xong người ta bao đầu ra cho mình luôn. Ở trên mình thì cũng gặp cái bạn y hệt như vậy. Nên mấy cái quán cà phê sân vườn thì gần như bây giờ đâu có ai ăn nhậu gì đâu. Những cái quán cà phê sân vườn đó thường thường là ta phục vụ khách du lịch không à, cái dạng giống như là ở nhà mấy bạn có vườn bưởi hoặc là vườn xài gì đó, cái mấy bạn cất thêm những cái chòi lá nhỏ nhỏ lụp xụp lại. Nó thường thường cái chòi vậy là chứa được 5 tới 10 người, cái mình làm du lịch sinh thái. Nhiều người ở Sài Gòn người ta thích vô những cái khu lịch đó lắm, nó mát cái gì á, nhiều khi cái ngứa nghề đó, cái kêu thêm vài em xinh tươi lại nữa. Ở đây cũng có trồng nhãn đó, mình thấy nhãn cũng rất là ít nữa. Trời nắng nó về thì chỉ có lựa những cái quán nào mà có mái nhà lá lũ vô là nó mát thôi. Nhưng mà thường mấy nhà lá vậy thì mưa thì nó bị dột. Ở đây nếu tính cho mình chạy chứ còn chừng mười mấy cây nữa là mình ra tới biển rồi. Nó là biển chứ thật ra nó đúng sẽ khác hơn là như nó là ở ngay chỗ Cồn Bửng đó nhỉ. Khu lịch Cồn Bửng. Ở đây nó có mấy cái bông giấy nó nở rất là đẹp nè. Có người ta trồng bông giấy mà nó giống như là nguyên một cái mái hiên vậy. Lộ chỗ này thì đang làm, bây giờ nó hơi bị bụi. Ở đây mới đổ đá bi à. Này phải cán thêm lớp nhựa nó chạy nó mới ngon. Chân thường để đá nó không mà chạy, mà xe tải nó chạy ngang là bụi kinh khủng lắm. Bên phải mình là ủy ban xã Giao Hành, này nó đang xây cất ở trong hốc vậy mà làm cũng hoành tráng quá. Nhớ chạy tới đâu đây nó có cái chợ nè, cái chợ cũng bự lắm.
cái chợ thì nằm phía bên trái mình, nên là chợ Cồn Hu. Ở đây không thấy để tên, mình coi bản đồ thấy nó ghi vậy, cũng chả biết phải đúng hay không nữa. Tại vì thường chạy những khu vực mà ven biển như vậy đó thì mấy cái địa chỉ nó cập nhật cũ bắp lắm, có nhiều chỗ nó cũng chả có cập nhật nữa. Bởi vì nhiều khi mấy bạn chạy, mấy bạn dựa vô cái bản đồ quá là mấy bạn khóc với nước mắt luôn á. Mình thì mình đi vòng vòng mình hay bị nó hoài à. Chợ này thì giờ trưa rồi nên giờ người ta dẹp cũng gần hết rồi. Để mình lủi vô trong nhà làm chợ coi người ta còn buôn bán gì nhiều không, chứ ngoài đây thấy khá là vắng. Đấy, người ta còn bán nhưng mà người đi chợ thì rất là ít. Cái dạng giống như là bán ế rồi người ta còn gán người ta ở lại. Nó còn này hai bên mặt lộ thì người ta buôn bán thêm vô, chứ mình thấy cái nhà lồng chợ nó cũng khá là nhỏ nè. Này như chạy qua đây là như bị hút cái chợ gì kìa. Này để mình hoành lại cái. Cái nhà lồng chợ thì đa phần mình thấy nó cũng muốn dẹp hay gì vậy. Đường nó đi vô nhà lồng chợ thì bạn phải gửi xe thôi. Còn này mình đi những đường này là đường dọc chợ. Đó đây thì nó bán quần áo, giày dép được không ạ? À? Với ba cái phụ kiện. Rồi bán tạp hóa cũng đứng kế bên luôn nè. Chợ này nó khá là rộng. Ở đây thì tạp hóa như rau củ quả đâu. Gần như là mình thấy như có cái đường này xe chạy được, còn mấy cái kia phải đi bộ không à. Ở đây thì người ta bán thức ăn với bán ba cái kia, người ta dọn người hết rồi. Đa phần thì giờ những người mà bán thịt bán cá thì người ta dọn người hết rồi, chỉ có ai bán ế thì mới còn ở lại thôi. Tại vì thường những cái món đó thì bán nguyên ngày không có được, bán thường bán buổi. Cá mấy bạn bán từ sáng tới chiều rồi đa phần nó bị sình nè. Chỉ có rau củ quả đâu thì quả mai còn để được. Đi chạy tới đây nó có đường ra hay không nên nó. Thôi hồi mình đi vô những cái chợ quê mình dĩ nhất là mấy cái chợ mà chạy vô nó bị đường cục á. À đây có đường ra nè, này ra lộ. Nhiều cái chợ mình thấy nó thiết kế rất là đẹp nhưng mà vô cái đường cục có quay đầu xe ra cực lắm, ít có cái chợ nào mà chạy được cái vòng lắm. Bây giờ mình tiếp tục hành trình nha. Chợ đó mình nghĩ chạy trưa trưa chắc vô được, chứ còn buổi sáng thì chắc vô không được đâu, tại vì cái lộ nó khá là nhỏ. Buổi sáng người đi những cái chợ gì đó, buổi sáng đi vô mà kẹt xe là hay bị la lắm, đi bóp kèn inh ỏi cũng nhức đầu lắm. Mỗi dường thường mà đi chợ rất khi nào đi buổi sáng lắm. Ở đây người ta đang trồng trụ điện như vậy nè. Thường mình thấy mà ba cái trụ điện mà hay đi sửa lại á, rồi thế nào mốt giá điện chắc cũng lên tới giờ. Bên trái mình thì toàn là đất trống không à. Ở đây mình thấy người ta trồng trọt cũng ít nữa, toàn là bỏ đất trống với nuôi tôm hay nuôi cá gì không à. Ở đất bên trái mình là dạng mới bơm cát lên, còn bên phải mình thì toàn là cái hồ nước không à. Như mình thấy đất cát thường thường thì trồng cây ăn trái nó cũng không có được tốt lắm nữa.
ta có trồng bưởi thì mình thấy cũng nghèo uột quá. Ở đây là mình qua khu vực của xã Hạnh Phong này. Bên phải mình nó là vườn xài. Ở đây thì mình coi trên mạng thì người ta nói là khu vực này trồng xài tứ quý cũng nhiều lắm á, mình cũng không có gành về ba cái loại đó lắm. Mình thấy cây xài nào cũng giống như cây xài nào thôi. Ở đây thì chỉ có thấy mấy cái quán tạp hóa đồ thì còn bán lai rai được, còn những cái quán ăn hay quán cà phê thì mình thấy toàn như là không có buôn bán gì hết. Này người ta đang gặt cỏ vậy, ta cho bò ăn nè. Mấy bạn thấy đi gặt cỏ vậy chứ cũng cực chứ lắm, cong lưng mà cắt. Mà thường đi cắt cỏ thì đa phần mình thấy ngày ta cắt hai cử, ví dụ như cắt cử sáng đi thì cho nó ăn nguyên ngày vậy, rồi chiều phải cắt cử đừng cho, nhiều khi cho nó ăn cử tối nữa. Còn dạng nào mấy bạn ở khu vực nước mặn đó, thì phải đi chở nước ngọt cho nó uống nữa chứ, tại vì mình có ông Dượng thì cũng nuôi bò đó. Nói chung là tối ngày dằn nắng hoặc đen thui vậy. Đen mà dạng đen đỏ luôn á nha, chứ không phải là đen thui như mình à. Với cây ăn trái thì mình thấy toàn là những cái cây nhỏ nhỏ mà nó không có bự lắm, nó dạng cao chừng 2 thước 3 thước là dữ lắm rồi. Nói chung là qua đầu mình chút xíu rồi. Chứ gần như mình không thấy cái vườn cây ăn trái nào lâu năm, làm như người ta mới trồng hay sao đó. Phía bên phải mình nó có cái trường học nè, qua trường học này ở trước nó có mấy băng ghế rất là mát luôn. Đây là trường Thành Phong A. Thường mình thích những cái trường học như vậy nè, cây cối nó tùm vậy đó, có những cái băng ghế vậy đó. Thường ví dụ như mấy bạn đưa rước con cái mà đi học á, mình ngồi để mình đợi cũng được. Chứ còn mình thấy nhiều trường người ta phía trước người ta tráng bê tông không à, mà một sức huynh mà ngồi đợi rồi nó nắng kinh khủng luôn. Nhiều người chỗ quá thì thấy có làm tiền chế nhưng mà thật ra nó cũng không có hiệu quả lắm nữa. Chỉ có trồng cái cây là mình thấy là chắc cú nhất thôi. Có trường thì trồng mấy cây phượng đó, nhưng mà mấy cây phượng mùa này là nó nắng cháy da luôn. Mùa này thì chỉ có mấy cây bàng hoặc là cây gừa chịu nổi thôi. Ở mùa này mấy bạn thấy mấy cây phượng nó nở rất là đẹp.
Ở đây mình thấy nhiều chỗ cũng có trồng đu đủ nữa, mà cây đu đủ mình thấy nó cũng hơi bị eo uột nữa. À, đây có dừa nữa nè. Dừa thì đa phần thì bị cháy lá không à. Nhìn thấy giống như là gần chết vậy. Nó không có xanh tươi như là cái khúc ở trên mỏ cày như trên mình. Nói chung là dưới đây mình thấy nó nắng kinh khủng. Nhà thì quả may cất nhà lá hoặc là nhà có máy lạnh thì còn đỡ đỡ, chứ còn mà cái dạng nhà to này chịu không nổi đâu. Mà thường khu vực này mình thấy nhà máy lạnh như cũng hơi bị hiếm á. Bên phải mình có cái đình ông cũng đóng cửa mất tiêu và không có lũi vô được. Này giống như là chỗ này nghĩa trang hay gì vậy. Thường thì nhà mà có mấy cái cây xanh lớn phía trước á, thì mấy bữa nắng như vậy là nó rất là mát. Nhưng chỉ sợ là mấy bữa mà trời mưa gió bão rồi nó gãy nhánh là nó đập vô nhà thì mệt ha. Tại vì thường mấy cái vùng ven biển hay bị hứng chịu bão gió đâu dữ lắm. Tại vì nó được cái này nó cũng mất cái kia. Vừa nước ở đây thì lá nó cũng quéo quá trời. Chỗ này thì bán vật liệu xây dựng, mùa này mình thấy chỉ có bán vật liệu xây dựng là nó đắt thôi à. Thường mấy bạn đi mấy chỗ bán vật liệu xây dựng là xe nó chạy ra vô liên tục. Nhưng thường mấy vật liệu xây dựng mình để lâu cũng đâu có sợ hư đâu. Nhiều khi để lâu nó càng lên giá nữa. Cũng như hiện tại thì giá sắt nó lên gần gấp đôi rồi. Mà ngay mùa dịch mà người ta cất nhà chứ người ta làm quán xá mình thấy cũng thường xuyên lắm. Nhiều khi mình thậm chí là mình thấy nó còn hơn lúc trước nữa. Dạng giống như là người ta đầu tư không thấy đầu tư được cái gì á, giờ ta rẻ kinh tiền, giờ ta cất nhà với người ta làm quán. Chỗ này đang làm lộ, người ta đang đốt củi để người ta rải nhựa đường. Bữa nay hên là không có gió, chứ mấy bữa mà có gió là thường mấy cái bụi gì, nó bụi kinh khủng. Đường lộ giờ nói chung là lộ ra biển mình thấy người ta làm lại chạy cũng ngon lắm, nó không có cồng kềnh như ngày xưa. Ngày xưa chạy thì gặp ổ gà với đá đâu không à, chạy nó rất là sốc, nó giờ nó làm đáng ngon luôn. Giờ nếu mà làm thêm đèn đường nữa là mình thấy rất là ngon luôn, tại vì gần như lộ khu vực này mình thấy không có đèn đường. Buổi tối chạy nó kinh khủng, kỳ đó mình có chạy một lần buổi tối gần như là không thấy đường luôn, tại vì nhà dân hai bên người ta bắt đèn cũng ít lắm, nhà lưu thưa mà. Giờ mình chạy tới ngã ba rồi. Cái này nếu mà bạn quẹo trái thì bạn đi ra biển nha. Còn mấy bạn chạy thẳng luôn thì hình như là đi ra Văn Khâu thôi nha. Đây là tượng đài bến tàu không số, này cũng di tích. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.